sẽ hỗ trợ đoàn đi trải nghiệm du lịch bụi bằng xe điện. Nhưng mà có một cái khác hẳn ở bên Việt, mình có thể nhìn thấy Việt Nam mình là cái mũi sao Vĩ mình gọi. Tatua 9 tuổi. Ơi chị biết tiếng Việt mà. Mũi sư Trung Quốc rắn à? Hàng buôn với Việt Nam. À, hàng buôn với Việt Nam. Nhà này nó còn nhỏ ấy, nhiều ngôi to lắm mình ạ. Nhìn đồ sộ lắm. Dạ vâng ạ. Chào mọi người, hiện tại thì hôm nay Khang có một cái bén duyên với lại một số người ở Việt Nam. Mình sẽ dẫn mọi người đi chơi du lịch bụi ở bên Trung Quốc bằng xe điện. Và hôm nay có một vị khách rất là đặc biệt, có thể là một chút nữa mọi người sẽ thấy. Và anh đó rất là quen thuộc trong công việc kiểu như du lịch cũng như là làm du chút ấy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về anh đó sẽ sang đây chơi như thế nào. Và cái du lịch bụi đi xe điện này có những cái điều gì mà phải lưu ý, hay là có những cái điều gì mà phải biết trước để mình khỏi tránh khỏi bị bỡ ngỡ. Đó. Hôm nay thì được vinh hạnh dẫn một tour đi du lịch tự túc ở bên Trung Quốc, dẫn vào Đài Loan trước, xong bắt đầu là sẽ đi men bờ biển, đi Vũ Thầu, đi Sơn Tâm, đi Vạn Vĩ. Còn một người khách đặc biệt thì vẫn chưa lộ diện được mọi người, tại vì anh đang bị, nói chung không phải đang bị mà anh sang sau do anh phải đi tour ghép, còn như bọn mình đi theo một cái giấy tờ khác. Đó. Không phải, tại vì tất cả những món ở đây này em ăn rồi, nên em biết là sáng em phải có tí nước để nó trôi. Nãy anh gọi em, anh đến gọi em ăn sáng mà em không ăn. Em bảo thôi anh ăn đi, tí em sang kia em ăn mà. Không, hôm bữa là tính dẫn Mạnh vào đây ăn xôi xéo này. Ở đây có món xôi xéo nào mà quên, hôm nãy không gọi một phần xôi xéo cho nó Mạnh thử. Chị bừa chị thôi. Mẹ vậy. Chị ăn bị cay không biết nói gì. Đấy, thì mọi người không biết tiếng thì sang đây cũng chị bừa thôi mình ạ. Chứ nhưng mà hầu như thì cũng phải biết cơ bản một tí. Nhưng mà cái cảm giác đầu tiên chị thấy nó ok không chị? Mà quán cứ như đang ở Việt Nam ấy. Cứ như đang mà không ra. Mà quán như Việt Nam luôn. Giống Việt Nam. Hình ảnh công đóng biên này. Bên kia là hình ảnh trên đồng hồ. Hình ảnh Hội An. Thế bước vào cảm giác Việt Nam nhớ quê hương à. Rất là nhớ quê hương luôn. Mình cảm giác như sắp Tết rồi đấy. Ồ. Chuẩn là cảm giác sắp Tết rồi đấy. Tí nữa mình sẽ cho mọi người xem ngoài. Quán này hơi đẹp đấy. View rất là đẹp. Vời thôi. Đây mọi người ơi. TV đại cassette cổ với xưa. Đấy, chị đang thích thú với những cái món đồ cổ của Việt Nam mình được đang trưng bên này. Còn thiếu cái ấm cái đang đang ở tre tổng để ấm đi vào. À. Cái đấy là cái tích. Cái tích đấy để cái cho tích. Cái tích kia không có cái muối chè. Dạ. Còn quán này thì vẫn là như thường lệ, quán bếp của mẹ 1960. Mọi người nhá, bây giờ di chuyển tiếp rồi là cho mọi người tham quan cũng như là đi hành trình. Đoàn ở đây là 4 người, mà mình và Mạnh, hai anh em sẽ hỗ trợ đoàn đi trải nghiệm du lịch bụi bằng xe điện đi Tam Đảo, Vũ Thầu, Sơn Tâm, Vạn Vĩ. Ba đảo đều có ba cái nét đặc trưng và ba cái sự khác biệt. Hiện tại mình đang dẫn đoàn mình đi di chuyển xuống Tam Đảo thì gặp đúng cái giờ cao điểm mình ạ. Đây là giờ các em học sinh tan học á. Rất là nhiều em học sinh nên đường sẽ bị kẹt mình ạ. Cái lưu ý ở bên này á, có nghĩa là hạn chế gần như là không bóp còi. Cái thứ hai là những em học sinh là được ưu tiên rất là nhiều. Không mình không vượt hay là cũng không gọi là gây áp lực hay là làm gì các em đấy, các mọi người thấy không? Em học sinh thì các em đi bình thường lắm. Và đặc biệt là ở bên này á, ở bên này thì các em học sinh mặc đồng phục và cũng có đeo khăn quàng như ở Việt Nam mình nhá. Mọi khi thì đường này nó rất là trống, nhưng mà hôm nay rất là xui, đi vào đúng cái đoạn mà kẹt xe mình ạ. Cái xe gần như kẹt cứng nhắc hết. Nhưng mà có một cái khác hẳn ở bên Việt là các xe là không có ai bóp còi mọi người nhá. Xe trước xe sau cứ nhường nhau mà đi, cứ nhận nha đi thôi, chứ không có gây áp lực là kiểu như là dậm phanh bóp còi là chửi bới, không có đâu.
cái này là không phải mình khen mà cái này là thực tế ở bên này như vậy. Thấy các em học sinh không? Các em học sinh là cứ đi tung tăng giữa đường thôi. Các em chả nhìn đường cũng chả nhường đường, kiểu như là không biết sợ. Đấy, ô tô thì rất là mệt đấy, ô tô thì cứ phải nhích nhích từng tí thôi. Ở đây thì lại đang có chợ, chợ người ta họp chợ, người ta đi chợ nên cái vấn đề mà kẹt xe là bình thường mọi người nhá, đông quá. Đây là không phải thành phố lớn đâu mọi người, đây chỉ là một cái khu thị trấn nhỏ của Giang Bình thôi. Nếu mà lên thành phố lớn của Trung Quốc thì mình nghĩ là nó còn đông gấp biết bao nhiêu lần chỗ này. Mình cố gắng muốn di chuyển qua đây. Đoàn mình thì đang ở phía sau, đoàn mình thì đi tất cả là 5 xe. Chút nữa mình sẽ review đoàn mình khi mà ra tới khu vực biển, khu vực Tam Đảo, mình review cho mọi người xem xem có những ai và cảm nhận của mọi người khi mà đi xe điện đi chơi như thế này thì thấy như thế nào. Bên này vẫn còn sử dụng công nông mọi người này, công nông mà Việt Nam mình giờ chắc có nhưng mà ở nông thôn thôi. Bên này cũng vậy, người ta chạy nông thôn thôi chứ chạy đến thành phố công an bắt á. Công nông thì nó sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, ví dụ kẹt xe là chất thải, chất xả của nó. Cái này thì gần như chỗ này là 100% xe điện rồi nhá, xe điện nên đi rất là êm, không có tiếng động đâu. Đi xe điện thì có cái hay cũng có cái dở mọi người nhá. Tại sao mà đoàn mình là mỗi người phải một xe chứ không phải là hai người đi một xe? Thì như thế này mọi người, nếu mà hai người đi một xe nó sẽ kéo pin rất là nhanh. Tại pin những chiếc xe điện này, những chiếc xe điện rẻ tiền chứ không phải mấy cái chiếc xe điện mà chạy bằng cái pin Tron gì đó. Nó chạy được khoảng độ 100-200 cây, còn mấy xe điện này chỉ chạy được khoảng độ 40 cây. Và nên chuyện hết điện là rất là nguy hiểm. Mọi người có thể thấy được một cái hình ảnh rất là đẹp mọi người ạ. Kia mình đoán không nhầm thì là bầy chim hải âu mọi người nhá. Hải âu. Đó. Đàn hải âu thì nói thì ở Việt Nam mình sẽ rất là ít, rất là hiếm. Ở bên Trung thì nó kiểu như là được bảo quản, không phải gì, bảo tồn đấy. Hải âu nó bơi bơi như con vịt đấy và nó bay nhìn khá dễ thương luôn. Đấy. Ok thôi. Hải âu đấy, nếu mà bình thường ở Việt Nam mà ngắm hải âu là rất khó. Đây thì hôm nay đoàn đi này. Xe mình sẽ đầu tiên. Xe thứ hai là xe của chị Hằng. Chị Hằng cũng đang trong cái hành trình để tham khảo và muốn làm một cái kênh TikTok để có thể là triển khai bán hàng quảng cáo gì đó. Còn đi sau nữa là hai nhân vật rất đặc biệt. Đấy. Bây giờ mình sẽ tiết lộ cái nhân vật chính ngày hôm nay. Có thể là từ đầu video đến giờ là mọi người chưa đoán được ra. Anh có tin là ở đây mình có thể ngắm hải âu không? Chạy à? Kìa, một bầy hải âu trắng luôn. Đấy. Hải âu á. Ở bên Trung đây thì người ta sẽ đây. Thì ngày hôm nay là mình rất là hân hạnh được đón tiếp một vị khách từ một nơi có thể là rất là xa đến với lại Móng Cái rồi đi sang đến Đông Hưng trải nghiệm du lịch bụi. Đấy. Anh thấy là bên này đi kiểu như thế này thấy nó như thế nào anh? Very good. Very good. Anh là người bên nước ngoài. Tôi thấy giao thông Trung Quốc nó thực sự là đỉnh. Nhưng mà hình như anh không có đội nón bảo hiểm đấy. Đây. À đấy hả? Để nói với trêu vậy thôi chứ là bên này không phải đội nón bảo hiểm nhá. Đây là anh Tùng Nến, anh ở trong kênh Nến TV á. Đấy, bên Trung Quốc người ta cũng đi rất là nhiều nhưng mà không có phải đội nón đâu. Đó, bây giờ là mọi người nghỉ ngơi khoảng 5 phút rồi đi nhá. Cái điều đặc biệt mình muốn chia sẻ với mọi người một chút nữa đó là khu vực này á là bên đây này là biển mọi người ạ. Nhưng mà nhìn xa xa một chút là mình có thể nhìn thấy Việt Nam mình là cái mũi Sa Vĩ mọi người. Nếu mà đi Vạn Vĩ ấy, thường thường là mọi người sẽ đi bằng xe ô tô, bằng xe bíp thì mọi người sẽ không có đi đường này đâu. Đi đường này thì mọi người sẽ được trải nghiệm là những cái không gian, không cảnh những chú hải âu đang bay trên trời. Ôi trời. Có xe lớn mọi người ạ, xe ô tô. Và cái điều đặc biệt là mọi người có thể là trải nghiệm và gặp những người nông dân, những người ngư dân đang đánh bắt cá. Trong phía bên này là mọi người có thể trải nghiệm là khoảng là chục km cái pin năng lượng mặt trời mọi người ạ. Rất là nhiều thứ hay ho luôn. Bây giờ không đi thuyền nữa, mình sẽ đuổi theo đoàn mình để tiếp tục chuyến trải nghiệm dẫn anh Tùng Nến và rất là nhiều bạn cũng như là nhiều những người mà thích du lịch bụi đi chơi. Đang di chuyển thì anh Tùng cũng như là mọi người là muốn xuống để thăm, nói chuyện với những người ngư dân, những người giáp vùng biên giữa Việt Nam và Trung Quốc đây. Khu vực này là nên tới khu vực Tam Đảo của mình nhé. Đó. Và
anh Tùng và mọi người đang tâm sự với một chị Trung Quốc. Các bạn ở nhỏ bên Trung Quốc đi học thì cũng đeo khăn quàng như Việt Nam, nhưng cái đồng phục nó khác vậy. Và điều đặc biệt là đây có một chú chó rất là chú chó kia cứ theo anh Tùng chết luôn. Bạn nhỏ này bao nhiêu tuổi rồi chị? Tatua 9 tuổi. Ơi chị biết tiếng Việt mà. chứ tao duyên án hoa. Xui duyên án hoa. Y tiền tiền, biết nói ít tiếng Việt Nam. rất là vui gặp được một chị người Việt ở đây. Ồ. Như là làm gì đấy? Làm bè, đi biển. Ở bên này hình như là người ta nuôi ấy, nuôi đang, hào, nuôi tôm, nuôi rất là nhiều thứ ngoài kìa. Đang mùa bắt sứa, đang bắt sứa, bắt sứa, bắt cái con ghẹ, con đố ấy. Ở ngoài. Ra ngoài xa biển. Ra ngoài xa ở giữa biển cũng vậy. Nó cứ đến tầm đến giờ là nó cứ nổi lên là cái vớt hết vào bè thôi. Mình ở đây mình hỏi chuyện các bé ở đây. Lý chỉ chiều xoay, xứ xoay. Sao? Thì xứ xoay. Bố sư. Đây là Mạnh đang giao tiếp, đang nói chuyện với các cô gái. Có thể là người dân tộc Kinh chứ mọi người. Hỏi cho mọi người Kinh không? Em biết chị người Kinh là gì không? Chị có thể hỏi là các bạn đấy có phải là người Kinh không? Em có phải người Kinh không? Người dân tộc Kinh không? Có phải người dân tộc Kinh không? Không nói được hả? Bố sư Trung Quốc rắn à? Papa sư Trung Quốc rắn, mama sư duyên lán rắn à? Nải nai sư ông bà nội. Rồi. Nải nai là ông bà là duyên án, duyên án rắn. Mọi người có nghĩa là ông bà là người Việt Nam đi sang bên này là Trung Quốc rắn. Chai ở đây là đâu nhỉ? Chai nả. Chơi đó. Ôi xe mấy bye cái gì mui à? Mây mây các bạn đang cười, bạn này khá vui tính mình ạ. Và bên trong đây thì mình sẽ được trải nghiệm nhiều cái hay nữa mọi người ạ, tại vì bên trong đây nó có những cái cây thị. Đây mình có thể là giới thiệu một chút về cái này. Đặc sản của người dân tộc Kinh ấy là nước mắm, bánh cuốn, bánh đa và những cái buổi lễ hội. Và cái điều đặc biệt đó là người Trung Quốc người ta không sử dụng nước mắm nhá, nhưng mà người dân tộc Kinh thì lại sử dụng nước mắm. Đó là một cái điều nét đẹp rất là hay. Anh nghe gì không? Tiếng kiểu như là mua những cái đồ ve chai á, tivi tủ lạnh, nồi cơm, điều hòa gì đấy. Và mình đang đứng ở dưới một gốc cây thị ở bên đảo Vũ Thầu. Và mình thấy rằng là những người đi trong đoàn của mình ấy rất là hào hứng với những cái mà nét đẹp của người dân tộc Kinh ở đây. Và anh đến TV thì anh đang phỏng vấn một bà cụ và đang nói chuyện về có thể là bà là người dân tộc Kinh mọi người, bà biết tiếng Việt mà. Đó. Bên này thì mọi người có thể để ý này. Đây khắp cái chỗ này đều trang trí những cái hình ảnh về cá, tôm, hải sản, có nghĩa là người ta nói lên cái công việc của người dân tộc Kinh ở đây. Người dân tộc Kinh ở đây thì có nguồn gốc từ Việt Nam, từ Đồ Sơn Hải Phòng là người chính, xong di cư di canh đi lên đây lập nghiệp và gây dựng sự nghiệp ở trên ba đảo, đảo Vu Đầu, đảo Sơn Tâm và đảo Vạn Vĩ. Thì ba đảo thì mỗi một đảo nó sẽ có một cái nét đẹp và một cái đặc trưng riêng. Kiểu như đảo Vu Thầu đây sẽ tập trung về buôn bán, nuôi chứ mọi người, nuôi trồng. Còn ở đảo Vạn Vĩ sẽ tập trung về đánh bắt. Còn đảo Sơn Tâm thì tập trung về kinh doanh buôn bán, có nuôi nữa mọi người ạ. Mà ba đảo này đều là rất giàu có mọi người ạ. Những người ở đây thì rất là giàu và hầu như điều kiện rất là tốt, được chính sách được nhà nước hỗ trợ rất là nhiều. Đó, rất đẹp mọi người ạ. Con người cháu mà cháu ăn những cái chuối củ diếp này gẫm không có người đấy, cái đời ngày xưa là ăn gẫm trương canh tay giữa được hỏi được cái cây đi đéo không ngừng, tôi không cưới vậy tôi không đi được, tôi giữa có cây tôi đi bao nhiêu ngày rồi. Mọi người là đây là lần đầu tiên mà Khang dẫn tour, dẫn đoàn. Nhưng mà không phải tour đoàn mà phí phiếc gì cả, mà là những người anh em, những người mà quý mến Khang ấy, nhờ thì dẫn đi chơi thôi. Mà mình thấy rằng là rất là vui, tại vì dẫn mọi người vào đây trong cái làng này này thì rất là nhiều người biết nói tiếng Việt
và mọi người nói chuyện rất là xôn xáo, rất là vui. Và mình thấy người ta, cái anh Tùng với lại mọi các chị, mọi người nữa là bỏ hết xe luôn, đi bộ luôn. Nhưng mà mình thì vẫn phải đi xe để giám sát đi theo. Rất là sợ không may có ai nạc á, đi về thì rất là cực. Thì chủ yếu ngày hôm nay là đấy, đây cái thị đó mọi người này. Cái thị này. À, và anh Tùng này hôm nay là anh được, nói chung là không phải được mà là anh sẽ được một cái gì đó cảm nhận về những người dân tộc Kinh ở đây. Không biết là như thế nào, mọi người có thể xem kênh anh Tùng nhé. Anh Tùng đang có chuyến trải nghiệm ở bên Trung Quốc cùng mình. Mà anh Tùng thì anh có kinh nghiệm nhiều hơn và anh làm hay hơn, thì mọi người có thể là vào đó để ủng hộ xem anh. Mình thì mình chả phân biệt gì đâu. Ai có tài, ai có đức, ai giỏi thì cứ xem, cứ chọn thôi. Nhà ai cũng có xe này à bà? Nhưng mà con thấy là người dân tộc Kinh mình giàu á. Bà, người dân tộc Kinh mình làm cái gì mà giàu thế? Thế công việc làm gì? Làm bãi làm biển. Làm bãi làm biển, giàu á. Làm buôn làm bãi. Nhiều tiền. Hàng buôn với Việt Nam. À, nào hàng buôn với Việt Nam. Hàng buôn với Việt Nam nó mới có tiền ra. Ờ, khi mà thấy đoàn mình đến đây, các bạn nhỏ rất là vui mình ạ. Các bạn nhỏ có vẻ là hào hứng lắm. Thấy khí thế, thấy cười, rồi trêu chọc mọi người ở đây. Đoàn mình thì cũng là đa số là YouTuber, TikToker nên tác nghiệp là cái chuyện mà rõ ràng mọi người ạ. Tập trung tác nghiệp quay phim chụp ảnh. Ô, ra đây có một hình ảnh một cô gái. Con chào ông ạ. Dạ. Hôm nay đoàn mình thì chia nhau ra, mỗi người đi tham quan mỗi chỗ, mỗi người sẽ tận hưởng mỗi chỗ, mỗi cái vẻ đẹp ở khu vực Vũ Thầu đây. Nhưng phải nói đến Vũ Thầu rất là sướng mọi người ạ. Nhà các anh chị làm những ngôi nhà to lắm mọi người ạ. Bên này đây này, cái ngôi nhà này nó còn nhỏ ấy, nhiều ngôi to lắm mọi người ạ. Nhìn đồ sộ lắm. Ở bên Trung Quốc thì không có dùng YouTube. Trung Quốc dùng iQ. TikTok Trung Quốc ấy, nó là không được. Đến đầu em cùng TikTok có quốc tế đó khác. Ôi trời, mọi người vào cái bộ bàn ghế nhà anh nhìn hết hồn luôn mọi người. Wow. Trời, nó to lắm mọi người ạ. Gồm 4 cái, 1, 2, 3, to lắm. Phải nói 2-3 vạn à? Nó rẻ ấy, ở Việt Nam nó cả mấy trăm triệu. Nó phải cả 1 vạn, ờ đúng rồi, quan trọng là gỗ gì chị? Anh chị thì rất là gọn gàng mà nó đơn giản, mà nhiều những cái đồ. Bên này thì đồ thì thường thường rẻ hơn Việt Nam. Đó. Thật sự mọi người ấy, ở trong nhà anh đi ra chơi ra ngoài đường, nhìn cái bức tường này toàn những cái món đặc sản của Việt Nam không? Món ngon mọi người. Đây. Trời ơi nhìn này, bánh đa này, bánh này, bánh mì giống bánh mì quá. Kia thì nem rán, cá hấp, mì xào, cá chiên. Nói chung là khi mà đang ở trong nhà anh chị đây này, nhà anh chị này. Đấy, anh chị là một người, hai anh chị là làm biển, chỉ đi nuôi bắt nghêu bắt ngao thôi. Nhưng mà gia đình cũng rất là điều kiện, cũng có xe, cũng có nhà. Quá ok luôn. Mỗi năm phải cúng cho một cô gái hay cúng đồ ăn, đến ngày cúng không cúng thì là coi như nó phá làng phá xóm ấy. Thế là khi ông ấy mới cho quả bí, cái hình ảnh con bí, quả bí ngô ấy, cho con quái vật ăn, mà chắc là nóng quá đứt đôi rồi ra thành hai mảnh đất, một bên mảnh Mỹ, ba mảnh anh, thế là thành tam đảo. Đấy đúng rồi, là thành tam đảo. Thành tam đảo chia thành ba hoàn đảo khác nhau, tách cái hoàn đất ra. Cái sự tích hay thế nhỉ. Bây giờ nhìn một chai nó lấy em không hiểu, em lại thấy có quả bí với đấy, em không hiểu. Chị biết là chị có truyền thuyết, chị hỏi bên trên này còn mấy cái cô gái tóc dài đấy, là như kiểu là một nàng tiên về cá thì đấy là cũng kể về truyền thuyết tất cả. Dọc cái bức tường này có mấy bức tranh rất là đẹp luôn.
cô đi. Đây là đang hỏi mấy cô, mấy cô già cô không biết nói. Nhưng mà gì. Bây giờ xin phép anh đi, đi không có sợ đội kia đợi đói chịu nổi. Cảm ơn anh nha. À, sau khi vi vu ở trong những thôn làng của người dân tộc Kinh ấy, thì mình đưa anh Tùng cũng như là mọi người trải nghiệm ở biển. Anh Tùng và một người em nữa thì đang xem mọi người dân tộc Kinh ấy, đang gỡ lưới bắt cá bên kia. Còn một số, còn chị Hằng với lại anh Ninh thì đang selfie chụp hình bên này. Hẹn nhau một ít phút nữa là mình và các anh các chị sẽ di chuyển lên trên đỉnh Vạn Vĩ, rồi là di chuyển lên chợ, rồi là đi tìm những người dân tộc Kinh ở xung quanh đây để cho các anh các chị nói chuyện tâm sự. Đó. Ở đây thì mọi người có thể thấy thì đây là biểu tượng du lịch của biển Vạn Vĩ. Có một cô gái đội nón mặc áo dài, một chàng trai người dân tộc Kinh như thế này. Đó. Và biển ở đây thì cũng không khác gì biển Việt Nam đâu, tại vì ở đây là đối xứng, nhìn sang bên kia là Việt Nam mình, là cũng không khác gì y chang đâu. Điều là cái cách kinh doanh và cái cách mà làm du lịch của người Trung Quốc thì nó sẽ khác. Người ta sẽ có rất là nhiều thuyền bè, khác hẳn với lại Móng Cái, Trà Cổ. Người ta có nhiều thuyền bè như thế này để cho khách du lịch lên để trải nghiệm, đi vòng vòng, đi chơi, đi thả lưới bắt cá, xem cái cách đánh bắt của người dân tộc Kinh nhé. Đó. Và bây giờ mình sẽ di chuyển về đình mình ạ. Cái đàn bầu ơi. Mình đang cùng các anh chị vào khu vực đình người dân tộc Kinh ấy để trải nghiệm. Đàn bầu ấy, người ta bị úp ngực lên đấy. Đó. Đấy. Thì, bên này là chị gái đang hỏi về những cái chỗ này, mình đang nói sơ sơ cho. Đấy. Bên này có một cái quả nịu này, em cũng chưa hiểu được cái lý do tại sao người dân tộc Kinh lại trưng quả nịu này. Chị biết không? Đây, quả nịu này. Hỏi chuyện thiết. Hỏi chuyện thiết. Đó như cái con thủy quái đó này. Bên trong kia thì rất là nhiều người. Bú xuân. Đây đặc sản đấy. Đặc sản này. Đặc sản người dân tộc Kinh đây mọi người nhá. Hôm nay mình đi với chị đây thì chị chắc chị biết tiếng Trung còn nhiều hơn mình. Nói chung chung là đặc sản người dân tộc Kinh là nước mắm này. Bánh tráng này. Cuốn này, nước mắm, bánh gai, bánh đúc hay bánh gì đấy. Hay là bánh kiểu bánh tay lọc ẹt của dân mình ở trên Nghệ An được. Đối chị biết được đấy. Như kiểu chè nam á. Chè nam, bánh chè nam. Giống bánh chè nam của mình ấy. Kiểu vậy. Hey, Mạnh đã ra đây và tươi cười sau khi đã ăn no. Anh Tùng đến. Khá là lo mọi người ạ. Chị Hằng và anh Ninh. Nói chung là ngày hôm nay là một cái chuyến đi rất là gọi là nhiều cái kỷ niệm, vui cũng có, buồn cũng có, nhưng mà đặc biệt là mọi người cảm thấy nó rất là sảng khoái khi mà đã được ăn no rồi. Bây giờ mình xin kết thúc video đây mọi người nhé. Video mình chủ yếu là muốn chia sẻ với mọi người là mình dẫn một tour đi chơi thì sẽ trải qua những cái gì và có những khó khăn gì. Chị Hằng đang một cái vấn đề đó là hết điện mọi người ạ, vậy nên khi mình đi xe lưu ý nhất là hạn chế bóp phanh với lại để số 1, số 2 thôi, để số 3 thì nó kéo điện nhanh lắm. Nhưng mà chị có hiểu được, biết được tại sao mà nó lại hết điện nhanh vậy không? Tại chị làm quá. Không có, chị là nhẹ nhất ở đây à? Chị làm đây là thì... Đồng Linh. Anh Tùng ở đây là nhẹ nhất. Đó ăn rồi. Nhân phẩm nhé. Anh Tùng chắc khoảng độ 50 cân. 5 cân thôi. 5 cân hả? Thế à, em 55 cân. Vậy là xe anh Tùng chắc là về nhà vẫn dư điện lại để anh đi khám phá tiếp. Let's go. Kết thúc video mọi người nhé.